chúng tôi bắt đầu ký sự từ Bác Bó về Ba Đình bằng việc tới làng Sen thăm nhà cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mái nhà tranh đơn sơ này là nơi mỗi năm đón hàng triệu lượt khách gần xa. Mọi người về đây để nghe và cảm nhận về câu chuyện của một vĩ nhân, người đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho dân tộc. Câu chuyện lớn lao ấy được bắt đầu trong ngôi nhà tranh ba gian này, bên chiếc bàn gỗ nọ, nơi mà cách đây hơn thế kỷ, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã dần lớn khôn, lần đầu tiên được nghe những cụm từ áp bức, bóc lột, nô lệ, lầm than qua câu chuyện của cha, của ông, của những bậc tiền bối trong ngôi làng nhỏ này. Dưới ách đô hộ của đế quốc thực dân, từ giữa thế kỷ 19, nhân dân ta đã lâm vào cảnh một cổ hai tròng, sưu cao thuế nặng. Sự nghèo đói thể hiện rõ nét ở các vùng nông thôn. Trải qua những năm dài chìm trong đêm trường nô lệ, người dân nào cũng thấu hiểu nỗi đau mất nước. Nước mất độc lập thì dân đâu còn tự do. Mọi quyền hành rơi vào kẻ cai trị tàn bạo. Nhân dân sống đời nô lệ, tăm tối, bị áp bức, bóc lột đến tận xương, tận tủy, đói khổ và lầm than. Thời điểm bấy giờ, các sĩ phu yêu nước đã bắt đầu tập hợp lại. Tại ngôi nhà của ông và bà Nguyễn Sinh Sắc đã diễn ra nhiều cuộc tao đàm thơ văn thời cuộc giữa thân sinh và các nhà nho. Chúng ta biết rõ, nhà chỉ sĩ ông được Phan Bồi Châu cách đây 5 km, của vẫn thường lối tới trong căn nhà này để bình văn thơ hồi hộp. Có ngay kỳ đạo con ban luôn có vấn đề việc nước nữa. Bà vợ chồng ta, khi nhà có khách, bà là người con nhỏ, bà hầu cha mình điệu đón cho khách. Là một trẻ có nhiều tư chất thông minh, sớm lắng nghe, hiểu nỗi băn khoăn trăn trở của các bậc cha chủ dạy bay trước vận mệnh của đất nhà. Tình yêu quê hương đất nước, ý chí giải phóng dân tộc bạn đã sớm hình thành nhánh nhỏ ở làng Sen. Khi nhắc lại khoảng thời gian rộng ở quê, bà của chúng ta có trả lời với nhà báo Liên Xô rằng vào trạng tuổi 13, lần đầu tôi đã được nghe những tư pháp tự do, bình đẳng, bác ái. Từ đó tôi một năm quen với nền văn minh của Pháp, tìm ra những gì ẩn dấu đằng sau những từ ấy. Thế là bác đi đúng con đường hoài bão của mình, đem hạnh phúc về cho dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng yêu nước từ khi mới lớn, 21 tuổi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm thực hiện một hoài bão lớn lao, bôn ba khắp Nam Châu bốn biển để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc mình. Cuộc hành trình đầy sóng gió suốt 30 năm ấy đã nhen nhóm thêm ngọn lửa cách mạng trong trái tim người. Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, đi qua 28 nước, đến năm 41, Hồ Chí Minh về nước, người đã mang được cái lớn nhất cho dân tộc chúng ta, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin. Và không những là chỉ qua tư tưởng lý luận Mác-Lênin, mà người đã mang về vào thời điểm 1941 là đã có một đảng Cộng sản Đông Dương trải qua 15 năm hoạt động thực tiễn, trải qua các cuộc đánh phá quyết liệt của kẻ thù. Nhưng đảng đó đã chứng minh được một sự lựa chọn duy nhất đúng, đó là khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, và đảng đó đã tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn trực tiếp cuộc chiến đấu giành lại độc lập dân tộc. Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Người chọn vùng đất Cao Bằng để nhóm lên ngọn lửa cách mạng. Tại sao lại là Cao Bằng mà không phải là một địa phương nào khác? Câu hỏi đó đã thôi thúc chúng tôi tìm đến nơi người ta vẫn gọi là quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáp với biên giới Trung Quốc, Cao Bằng tập hợp khá đông đồng bào các dân tộc ít người sinh sống. Từ trong lịch sử, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh đã sát cánh bên nhau trong lao động sản xuất.
Ngày nay, mảnh đất điệp trùng núi Biếc này đang bừng lên một sức sống mới. Thật may mắn khi chúng tôi được gặp anh, người bạn đồng hành trong chặng hành trình theo chân Bác ở tỉnh Cao Bằng. Nhà báo Nông Quốc Toản được ví là một pho sử sống về Bác. Hơn 20 năm tuổi nghề, anh đã đặt chân đến tất cả những nơi Bác Hồ từng sống và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, tường tận mọi câu chuyện về người. Theo chân anh, chúng tôi bắt đầu được tiếp cận với quê hương thứ hai của Bác Hồ. Chúng tôi đã được giới thiệu về địa chỉ đỏ đầu tiên của mảnh đất Cao Bằng. Cũng như ở Nghệ Tĩnh, từ năm 1930, chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đã được thành lập. Tại Nậm Lìn, bên mạch nước ngầm này, cũng một dòng chảy tươi mát đã tưới xuống vùng đất đang hừng hực khí thế đánh Pháp đuổi Tây. Để rồi những năm sau đó, phong trào cách mạng ngày càng lan rộng. Khó khăn, gian khổ, nhưng những chí sĩ yêu nước đầu tiên của mảnh đất Cao Bằng đã chung lưng, đấu cật, âm thầm làm cách mạng ở những nơi hang cùng cốc tận này. Và hang Ngườm xưa cũng là nơi đã diễn ra hội nghị Đông Dương vào năm 1936. Hội nghị đánh dấu sự phát triển của phong trào cách mạng trên khắp cả nước, rộng hơn là cả xứ Đông Dương thời bấy giờ. Tinh thần cuột khởi của nhân dân Cao Bằng những năm 1930 là một trong những lý do Bác Hồ đã chọn vùng đất này để trở về sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước khắp năm châu bốn bể. Đây là một cái địa điểm mà nó đạt được tất cả những cái điều mà người ta nói với nhau là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tức là nhân dân Cao Bằng vốn có truyền thống yêu nước, cách mạng, một địa phương giáp danh với Trung Quốc mà hai bên biên giới, dân tộc Choang và dân tộc Nùng thì có mối quan hệ lâu đời với nhau. Hai bên biên giới có thể hỗ trợ nhau trong hội đồng cách mạng, trong một hội đồng yêu nước xưa nay. Và cái thứ ba nữa là phong trào cách mạng của Cao Bằng tương đối tốt. Ở Cao Bằng là rất có thể thuận tiện phát triển về xuôi khi thời cơ cho phép. Rời huyện Hòa An, chúng tôi sang mảnh đất Hà Quảng. Mảnh đất ghi dấu một sự kiện lịch sử đặc biệt. Đây là nơi Bác Hồ trở về đầu tiên sau hơn 30 năm xa đất mẹ. Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng đã xây dựng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ. Cao Bằng hôm nay được dựng xây từ ý chí của một con người dám đánh đổi cả cuộc đời vì nước, vì non. Cứ tưởng tượng rằng 74 năm về trước, khi vùng đất này chỉ là nơi núi độc rừng thiêng, có một người đã dẫn đầu các chí sĩ yêu nước vượt núi băng rừng để về đây gây dựng phong trào cách mạng. Có như thế, chúng ta mới hiểu hết được đức hy sinh, tấm lòng cao đẹp của Bác bởi nghĩa lớn. Bác như vẫn ở quanh đây, gần gũi và thân thuộc. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh thang mới gọi là đây suối Lenin, kia núi Mác. Hai tay gây dựng một sơn hà. Năm 1941, khi trở về đây, đứng trước một phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trước các đồng chí và quần chúng nhân dân cùng chung ý chí, trong lòng của Bác lại chan chứa một tâm hồn thi sĩ, người vô cùng dạt dào xúc cảm và đã làm nên bài thơ Bác Bó hùng vĩ. Bác Bó là nơi hoạt động đầu tiên của người khi trở về nước. Bên Bắc rộng, có rừng núi, có các dân tộc khác nhau, chứ không phải hẹp như cho miền Trung, miền Trung đâu. Cho nên tròn về Cao Bằng, tròn về Việt Bắc, mà trong đó từ bên dưới qua, Hà Quảng đó là địa thế rất thuận lợi, tiến được, lui được, nếu đi thì kỳ thật. Cho nên vì mà ở trên cái ở Bắc Bó đấy, là ở sẵn cái gì đấy. Cho nên cái địa thế đó giúp cho cái hoạt động thuận lợi, khi nó đi càng quét thì ta phải qua bên dưới này. Cho nên cái thuận lợi ấy, còn dân thì ủng hộ thôi. Khi ủng hộ dân giác ngộ thì ủng hộ cái ngành phát triển. Những câu chuyện của nhà báo Nông Quốc Toản bên dòng suối Lenin đã dẫn đường đến một địa chỉ đặc biệt, mặc dù không hề dễ dàng để tới được nơi đây. Từ đây mà lên tới cột mốc 108 thì khoảng bao xa anh? Đường mốc 108 thì là mình đi vào cái đoạn gần đến bản đá Bác Hồ ấy, là bắt đầu anh em mình bắt đầu leo dốc.
đường nghĩa là khoảng tầm trên 500 mét. Nếu mà dân địa phương thì người ta chỉ đi khoảng tầm 45 phút lại thôi. Nhưng như anh em mình với cái hành trình này chắc là mình rất nhiều tiền. Ngày nay, để thuận tiện cho việc tham quan của khách thập phương, đường lên cột mốc 108 đã được xây dựng những bậc đá. Nghĩa là trước đây, con đường này chỉ là một lối mòn trơn trượt giữa núi rừng thâm u. Khi bác dẫn đầu đoàn cán bộ chiến sĩ yêu nước về tới mốc 108, chặng hành trình cuối cùng để xuống bản Bác Bó vô cùng vất vả, gian nan. Nhưng người đã kịp thời động viên, đồng thời tiếp thêm chí khí cho mọi người. Bác nói, đây chỉ là chặng hành trình cuối cùng để tới một con đường mới. Còn nhiều khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, lửa cách mạng đã và đang được nhen nhóm ở phía trước. Mặc dù mang trong mình đầy quyết tâm khi cùng đồng nghiệp tận mục sở thị cột mốc 108, nơi Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên khi trở về nước, nhưng chúng tôi không khỏi mệt mỏi sau 2 tiếng đồng hồ leo núi. Mốc này là được cắm từ thời Pháp Thanh. Nó là một trong 314 mốc cắm phân định biên giới đất liền thời cuối thế kỷ 19. Quan trọng nhất là điểm đánh dấu là Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, người đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc. Cạnh mốc 108 là cột mốc mới mang số hiệu 675 được xây dựng lại sau Hiệp định Biên giới Việt Trung năm 1999. Cột mốc 675 nằm ở đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Do hai nhà nước đã thống nhất giữ cột mốc 108 làm cột mốc lịch sử, vì vậy đã nhất trí cắm cột mốc 675 cách cột mốc cũ 108 khoảng 5 mét. Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước khắp năm châu bốn bể, từ Trung Quốc, Bác Hồ đã trở về đây. Phút lặng lẽ bên cột mốc 108 trên chính mảnh đất mẹ đã thôi thúc thêm khát vọng giải phóng dân tộc của người trên hành trình phía trước, dẫu sẽ còn rất nhiều gian nan, thử thách.